Xin chào các bạn. Cushion là một phần không thể thiếu được ở trong túi sách của Hằng rồi. Tuy nhiên thì dạo gần đây da Hằng đã xuất hiện những vết thâm nám và da thì không đều màu. Vậy nên Hằng đã thử sử dụng một sản phẩm mới của nhà Clio, đó là Cushion Air Black. Packaging khác với những cushion trước kia của nhà Clio thì với cushion Air Black lại có một diện mạo mới mẻ và đẳng cấp hơn rất là nhiều khi sử dụng hai tông màu chủ đạo Black và Gold cho vào hộp hình chữ nhật. Phải nói là Hằng chưa thấy thiết kế vào hộp nào lại ưng như Cushion Air Black lần này. Cushion có hai tông màu cơ bản, 102 Light Beige, 103 Yellow Beige. Với slogan trên vỏ hộp On Day Perfect Cover Cushion thì chúng ta sẽ khám phá xem nó hoàn hảo như thế nào nhé. Về Cushion thì thiết kế vỏ không có gì khác so với các dòng trước của Clio là mấy. Điểm mới lạ ở đây là bông mút có hình giọt nước để dễ dàng apply concealer và tán được ở những phần nhỏ như cánh mũi. Cushion mịn và lì có thể lâu trôi từ sáng đến tối. Điểm mà Hằng rất thích ở Cushion Air Black đó là sản phẩm concealer và primer đi kèm. Primer khi sử dụng lên da thì Hằng thấy nâng tông nhẹ, xe khít lỗ chân lông và da thực sự là căng bóng ngay sau đó. Concealer đi kèm thì khỏi nói, concealer dạng lỏng nhưng khá đặc nên chỉ cần một lượng nhỏ thôi là đã đủ che phủ đến 90% khuyết điểm trên da rồi nhé. Em này check khuyết điểm gần như là tuyệt đối. Những vết thâm nám của Hằng đã biến mất hoàn toàn khi dựa phấn lên. Vì check khuyết điểm tốt nên cushion sẽ hơi dày. Mọi người hãy tan đều và chắc để lớp nền của mình không bị vỡ nhé. Tiếp theo, Hằng sẽ giới thiệu với các bạn 6 màu son của Air Black. Đầu tiên, khi cầm thỏi son, Hằng đã thấy ấn tượng với vỏ hộp của son. Cũng như cushion thì son của Air Black có hai tông màu, Black và Gold là chủ đạo. Khi cầm trên tay thì Hằng thấy khá nặng tay và chắc chắn đấy. Màu số 1, Lux Red. Đây là một màu đỏ tươi có pha chút cam. Màu này rất dễ sử dụng, Hằng thấy có thể dùng ngay cả khi không make up. Chất son tin của Air Black rất mướt mịn khi đưa lên môi. Sau khi finish rồi thì cảm giác chạm vào môi mịn như nhung vậy. Màu số 3, Vampire. Tên gọi của nó là mình ngay điểm máu. Đây là một màu đỏ thuần cổ điển, màu đỏ bất chấp các loại da cho chúng ta một vẻ đẹp đằm thắm và sang trọng. Màu số 5, Matte Plum. Nếu để tìm một màu son quyền lực thì không thể bỏ qua màu đỏ mận này nhé. Bực mí là với màu son này Hằng còn thấy răng mình trắng hơn đấy.
Một số 7, Deep Chili. Sắc đỏ nâu chưa bao giờ hết hot mọi người nhỉ. Màu này đánh lòng môi thì siêu xinh, chất sọt của Eyeblack cũng rất dễ tan, thấm đều trong vài lần bặm môi. Một số 9, Red Chili. Đây là màu hàng thích nhất trong bộ sưu tập của Eyeblack. Cam đỏ cam pha nâu mạnh, hợp với mọi tông da. Và cuối cùng là màu số 11, Hoodie. Đúng như tên gọi của nó, một thỏi son nâu đất. Sự hòa trộn giữa sắc nâu và cam nhưng đương nhiên là nâu nhiều hơn rồi. Khi thử xong màu son này, Hằng lại nhớ đến trend màu son của Hàn những năm 90. Khi mà xem phim Hàn thì toàn thấy môi màu nâu thôi. Vậy là Hằng đã swatch hết 6 màu son của Eyeblack rồi. Bộ sưu tập son này Hằng thấy Eyeblack tập trung vào những màu không kén da, dễ dàng sử dụng. Son có mùi vani nhẹ, rất nhẹ. Khả năng lâu trôi từ 6 đến 8 tiếng. Nếu không dùng tẩy trang thì sau khi rửa mặt Hằng còn thấy màu beige của son vẫn còn trên môi luôn. Nếu có thắc mắc gì về sản phẩm thì mọi người hãy comment ở dưới cho Hằng biết nhé. Hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo của Hằng.